coi như là để bạn thay thế cho highlight á. Đó, cái hop của các bạn sẽ không còn thấp như ngày trước nữa rồi mà sẽ cao hơn. Càng già càng nhiều tuổi thì cái mắt sẽ càng cụp xuống, càng trùng xuống các bạn. Xin chào các bạn, team quả chanh. Các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Các bạn đã bao giờ nghe tới cụm từ là make up nâng cơ? Nghe tới từ nâng cơ mặt thì chúng ta sẽ hay nghĩ tới là trong thẩm mỹ. Thế nhưng mà dạo gần đây thì ở trên TikTok, cái cụm từ là facelift make up đã rất là phổ biến, đã tạo thành trend. Gần đây thì mình có xem được một clip TikTok rất hot của bạn Lê Kalu. Nếu như bạn nào chưa biết về bạn này thì các bạn có thể là search trên Instagram và TikTok, bởi vì bạn ấy có rất nhiều các trend make up cực kỳ đỉnh luôn. Mình thấy đây là tip cực kỳ hữu dụng, nên chính vì thế mà series quách ánh reaction số 3 này mình quyết định sẽ làm về chủ đề facelift make up nâng cơ. Để các bạn dễ hình dung và so sánh hơn thì mình quyết định là sẽ chỉ make up nửa mặt bên này thôi. Đầu tiên sẽ là bước kem lót. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một loại kem lót mới mà mình chưa sử dụng của Shiseido. Sản phẩm khá là lỏng và có màu trắng sữa, thẩm thấu khá là nhanh. Mình nghĩ là sản phẩm này sẽ phù hợp với cả những bạn nào mà có làn da hỗn hợp thiên dầu, hoặc là các bạn da hỗn hợp nhưng mà lại có thể dùng trong mùa hè được. Đây là bên mình chưa bôi kem lót và đây là bên mình đã bôi kem lót rồi. Có thể là qua cái camera các bạn sẽ không nhìn thấy rõ sự khác nhau của bên mình đã tán kem lót và bên chưa, nhưng ở qua gương ấy thì mình nhìn thấy là cái bên này nó mịn hơn và lỗ chân lông của mình cũng sẽ được mờ đi đó. Đó, mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm mà chắc là các bạn da có nhiều dầu sẽ yêu thích hơn. Nếu như khoảng vài năm trước ấy, thì các bạn Âu Mỹ rất hay có cái trend make up là tán thật nhiều kem nền, sau đó là dùng bông mút để tán ra. Thì bắt đầu ở năm 2021 này, mình đã nhìn thấy có rất nhiều các bạn beauty blogger đã bắt đầu là sử dụng những cái sản phẩm kem nền tự nhiên hơn, bóng ẩm hơn và trông cảm giác làn da khỏe khoắn hơn. Ngày hôm nay kem nền mình sử dụng đó cũng chính là một sản phẩm của Shiseido cùng bộ với cả kem lót. Đây chính là sản phẩm full size nhưng mình lại sử dụng sản phẩm mini size vì đây lại có màu phù hợp với da của mình hơn. Sản phẩm này thì cũng có cái khả năng là làm dầu độ ẩm, đem lại cho mình một làn da khá là tự nhiên. Điều mình thích nhất ở sản phẩm này đó chính là nó có cái hơi có hạt nhũ ấy, nên là khi mà apply lên da thì cảm giác là làn da của mình sáng khỏe hơn. Riêng cái việc mà làn da rạng rỡ căng bóng là cũng đã có cảm giác là da của mình được nâng cơ hơn, được trẻ hơn rồi. Độ che phủ cũng hơi bị đỉnh nhá. Nhìn đánh nền thôi là các bạn đã cảm thấy là da của mình trông trẻ hơn không ạ? Đầu tiên là che khuyết điểm. Trong clip bạn ý sẽ bôi một chút ở cái phần quầng thâm phía dưới và một chút kéo xéo lên ở phần đuôi mắt, dưới khóe miệng này. Đây là những vị trí mà khi chúng ta càng nhiều tuổi thì những cái vị trí này nó sẽ càng sệ xuống. Và khi chúng ta đánh sáng ở cái khu vực này và tan ra thì sẽ cảm giác cái cơ mặt chúng ta sẽ được nâng lên ở những cái đuôi mắt này, phần bọng mắt và phần dưới khóe miệng. Đây là trang khuyết điểm của Misa. Các bạn sẽ thấy là mình đã sử dụng rất nhiều ở các clip khác nhau rồi. Mặc dù giá khá rẻ nhưng mà mình thấy rất là ổn nha. Các bạn sẽ thấy là cái phần trũng này của mình này, đó, nó trũng khá là sâu. Và cái việc trũng này cũng làm cho các bạn cảm giác bị già đi và cơ mặt bị sệ xuống. Nên là mình đã đành phải sử dụng thêm một chút che khuyết điểm dạng nén có độ che phủ cao hơn nữa để tập trung vào đúng cái phần bộ mắt đó. Cái này là chúng ta đang tạo một cái ảo ảnh để làm cho cái thị giác của chúng ta cảm giác là nó đầy lên á. Đây cũng là vị trí chúng ta cần phải tạo sáng vào. Chúng ta sẽ đưa ở cái phần bên cạnh, tại vì cái phần này nó có chỗ bị thâm này. Đó, còn cái phần rãnh thì không phải là phần thâm nhất. Thực ra thì cũng chưa bao giờ mình khuyên các bạn là sẽ tạo cái khối tối mà cái hóp má thấp như vậy cả. Bởi vì cá nhân mình thì nó luôn luôn làm cho các bạn bị già đi và trông cái cấu trúc gương mặt bị sệ nữa. Nâng cao cái cơ hốc mắt lên, mình đặt một cái màu tối đặt cạnh một cái màu sáng mà mình vừa làm ấy. Cái hóp của các bạn sẽ không còn thấp như ngày trước nữa rồi mà sẽ cao hơn, để giúp cho cảm giác cái cơ má của các bạn được nâng cao lên. Màu má dạng cream.
màu má dạng kem thì cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái gò má trông ửng hồng cách tự nhiên hơn và chuyển màu được mịn màng này, có độ căng bóng hơn. Các bạn sẽ nhìn này, tất cả cái hướng mình tan ấy, mình đều tan xéo lên phía trên để tạo cảm giác là kéo cái cơ mặt lên trên đó. Sử dụng phấn bột để fix lại lớp nền này. Trong clip thì bạn có set phấn bột ở phần sát mắt và đi kéo lên ở chính những cái vị trí mà bạn đã sử dụng cái che khuyết điểm màu sáng á, coi như là để bạn thay thế cho highlight á. Đó, sau đó chúng ta sẽ tan ra. Đó, có thể là da mình là da khô ấy nên là mình sẽ ít sử dụng cái phấn bột này hơn, tức là mình sẽ dùng mỏng hơn một chút. Mình thấy cái phương pháp này nó cũng giống như kiểu là phương pháp backing, tức là nó giúp cho cái lớp chỗ đẹp của mình này nó được kéo cơ lên rất là nhiều. Trong clip thì bạn kẻ lông mày nó khá là tự nhiên nên mình sẽ sử dụng cây chì này của Sumera. Sau đó là mình sẽ sử dụng một cây mascara mày. Cây này là cây mascara của Nhật, vì đầu cọ của cây này cũng rất là mảnh ấy. Lông mày không còn quá dày và rậm mà sẽ trở nên mỏng hơn và trông nó tự nhiên hơn. Với kiểu đánh mắt này thì mình sẽ chỉ cần sử dụng tạo khối thôi mà không cần phải sử dụng màu mắt nào cả. Đầu tiên là màu khối tối nâu. Sử dụng một tờ giấy để chặn theo cái đường highlight mà mình đã tạo lúc trước này. Sau đó là sẽ tạo một đường nâu vòn theo đường hốc mắt. Tiếp theo là phần highlight sáng. Mình sẽ tan vào toàn bộ bầu mắt. Các bạn có thể gọi bước này là bước đánh mắt, nhưng đối với mình thì đây hoàn toàn cũng có thể gọi là chúng ta đang tạo hố cho mắt. Dùng màu nâu đậm nhấn thêm một chút ở đuôi mắt. Với kiểu đánh mắt này thì mình thấy trong clip bạn không vẽ mắt dưới quá nhiều để làm cho mắt bớt nặng nề. Một chiếc liner bằng phấn mắt thật tự nhiên tan vào sát phần đuôi mắt và hất nhẹ lên theo cái đường màu mắt mình đã làm trước đó. Trong clip thì thậm chí là để cho cái mắt nó không bị quá dữ thì bạn ấy đã không kẻ liner bằng bút dạ hay là bằng gel luôn. Và chuốt mi. Cái đôi mắt đã rất là tự nhiên rồi nên là quan trọng cái lông mi này cực kỳ luôn. Mình thấy đây cũng là cách rất là hay mà các bạn vừa muốn có cái ánh nhìn nó sắc sảo một chút nhưng mà lại vẫn giữ được cái sự mà nó hơi tự nhiên, không quá là rõ ràng hay sắc nét gì cả, thì các bạn có thể áp dụng bằng việc là không sử dụng màu mắt mà chỉ cần tạo khối cho mắt, sau đó là chút mascara và tập trung gắn mi ở phần đuôi mà thôi. Trong clip thì bạn không quay kỹ đến cái việc bạn đánh son mà bạn sử dụng vào một màu son cho hai bên, nhưng mình thì mình cũng đã lựa chọn một màu son nude. Thêm một chút dưỡng ẩm ẩm bóng bóng để cho môi căng mọng hơn, trông trẻ trung hơn. Lấy một ít màu nâu đậm để tan vào khóe môi để tạo cảm giác môi cong hơn. Thêm một chút highlight nhũ mịn, thật là mịn các bạn nhé, vào những cái vùng như là gò má nó thật nhẹ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách make up nâng cơ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bên gương mặt mình chưa được make up đó, thì mọi thứ này từ những cái rãnh này hay là đến cái phần thâm mắt của mình khá là rõ, cũng như là những cái vết mụn này nữa. Mình cố tình để lại cái bên này để cho các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt nhiều hơn. Và bên này ạ, đó, đây, phần này của mình sẽ được lấp đầy hơn này, cũng như là những cái cơ mặt của mình ấy sau khi tạo khối ấy, thì nó kéo những cái phần cơ mặt của mình lên trên. Cái make up lúc này mình không can thiệp quá nhiều màu sắc lên gương mặt của mình. Các bạn có thể nhìn thấy là mình hoàn toàn sử dụng những cái tông màu nó rất là trung tính, rất trùng với cả màu da của mình. Thậm chí màu son mình cũng sử dụng cái tông màu nude nữa, nhưng mà chỉ dựa vào những cái phương pháp mà tạo khối này cũng như là tạo cái ảo ảnh ở trên gương mặt thôi là các bạn đã cảm thấy là hai bên mặt của mình đã rất là khác nhau rồi. Và cũng phải nói thật là lâu lắm rồi mình mới trang điểm lại cái tông make up mà nude như thế này. Nhưng với cả những cái tip make up cũng như là những cái kỹ năng phương pháp khác thì một chút, mình cũng thấy là mặc dù là những tông màu không hề mới nhưng mà cũng tạo cho mình một cái gương mặt mà một quách ánh mà trước đó mình chưa bao giờ có. Mong rằng các bạn sẽ học được kha khá các tip make up ở trong clip này để các bạn có một make up thật là trẻ trung, một ngoại hình thật tươi sáng và rạng rỡ, mặc dù là không cần quá nhiều những cái màu sắc lòe lòe ở trên gương mặt của mình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở series Quách Ánh Reaction số sau nha. Bye bye.